Chính phủ Mỹ mới đây đã phát đi tín hiệu quan ngại về sự ảnh hưởng của sức khỏe ngành tài chính đối với việc kiểm soát sự lây lan của virus Zika trên toàn cầu. Trong đó, Nhà Trắng đặc biệt nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nợ tại quốc đảo Puerto Rico sẽ là lực cản không nhỏ đối với nỗ lực kiềm chế dịch bệnh lan rộng không riêng tại quốc gia này. Virus Zika lần đầu tiên bùng phát tại Puerto Rico hồi tháng 12 năm ngoái. Tính đến nay đã có gần 700 ca nhiễm Zika trên toàn quốc đảo này. Cách đây 2 tuần, Cơ quan y tế của Mỹ đã công bố ca tử vong đầu tiên tại nước này do nhiễm virus Zika từ Puerto Rico. Nhà Trắng do đó tỏ ra quan ngại khi có hàng triệu người dân Mỹ đang sinh sống tại quốc đảo này và khả năng virus lây lan về nước này là hoàn toàn có thể xảy ra. Những tín hiệu xấu của ngành tài chính Puerto Rico chắc chắn sẽ gây tác động tiêu cực đối với hệ thống chăm sóc y tế cộng đồng ở nước này. Puerto Rico đối diện với sự bùng nổ dịch bệnh Zika trong bối cảnh chính phủ cắt giảm đầu tư cho hệ thống y tế. Đây là một điều tồi tệ và chúng tôi cảm thấy quan ngại khi nó không chỉ ảnh hưởng đến 3 triệu người Mỹ đang sinh sống tại Puerto Rico, mà còn ảnh hưởng đến toàn nước Mỹ nói chung. Zika, chủng virus gây teo đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh hiện đang là nỗi ám ảnh tại nhiều quốc gia, đặc biệt là tại Mỹ Latin. Trong đó, Brazil hiện đang công bố hơn 1.100 ca nhiễm và gần 4.000 ca khác đang được theo dõi.